Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Blog Giải Trí. Kim So Yeon là mỹ nhân quen mặt với khán giả màn ảnh Hàn, từng gây ấn tượng qua loạt vai phản diện trong nhiều tác phẩm đình đám. Video này thì hãy cùng Blog Giải Trí xem lại 7 bộ phim nổi tiếng nhất của Kim So Yeon nha. 1. Bộ phim Penthouse, cuộc chiến thượng lưu năm 2020. Penthouse, cuộc chiến thượng lưu đang là phim truyền hình Hàn Quốc nhận nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay khi chiếu trên đài SBS. Phim lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng, Hera Palace. Ba người phụ nữ, Sim Cho Ryeon, Lee Ji-a thủ vai, John Seo-jin, Kim Cho-yeon thủ vai và Woo Jeon-hee, Jo Il-jin thủ vai, có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, tất cả họ đều có tham vọng lớn cho con mình và sẽ làm mọi cách để đạt được nó. Từ câu chuyện ba người phụ nữ, thì Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa, hào nhoáng. Tưởng như ai cũng mơ ước của họ. Nhân vật phản diện John Seo-jin do nữ diễn viên Kim So-yeon thủ vai nhận được nhiều sự chú ý của khán giả hơn cả. Diễn xuất của cô thuyết phục người xem, làm nổi bật được tính cách tiểu thư nhà giàu, phô trương, kiêu ngạo, sẵn sàng thực hiện mọi thủ đoạn để đạt được những thứ mình muốn. 2. Bộ phim All About E, tình yêu trong sáng, năm 2000. Phim tình yêu trong sáng xoay quanh câu chuyện về hai cô gái tên là Jun Sun-mi, Jae-rim thủ vai và Hu Yong-mi, Kim So-yeon thủ vai. Sun-mi có một tuổi thơ rất đẹp và cô được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của người cha. Còn Yong-mi thì khác, mẹ của cô đã rời bỏ cô khi cô còn rất nhỏ. Cha cô thì là một người nghiện rượu và cuối cùng ông bị chết trong lúc đang làm việc. Mặc dù có một tuổi thơ cơ cực, nhưng Yong-mi chưa bao giờ bỏ cuộc và chính điều này đã giúp cô vươn lên, được vào học tại một trường cao đẳng. Cha của Sun-mi đã giúp Yong-mi và mang cô đến Seoul. Cả hai đều khao khát trở thành phát thanh viên và họ vào học cùng một trường. Trong phim thì Kim So-yeon đảm nhận vai nữ chính phản diện, Hu Yong-mi. Đây là vai diễn để đời xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1980. Thành công của vai phản diện Hu Yong-mi đã giúp Kim So-yeon được bình chọn là ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn. Tên tuổi cô được đặt ngang hàng với nhiều diễn viên đàn chị. 3. Bộ phim Iris, mật danh năm 2009. Năm 2009, thì Kim So-yeon từng tạo dấu ấn mạnh mẽ cho người xem trong bom tấn truyền hình mật danh Iris với vai Kim Seon-hwa, một sát thủ lạnh lùng, bí ẩn và vô cùng mạnh mẽ. Dù bên ngoài luôn tỏ ra bất cần đời, nhưng thực tế thì cô lại là một người phụ nữ tình cảm và hết lòng chung thủy với người mình yêu. Xuất hiện cùng những ngôi sao hàng đầu như Lee Byung-hun hay là Kim Tae-hee, nhưng diễn xuất của Kim So-yeon không hề lép vế chút nào. Thậm chí, màn thể hiện của cô còn có phần nổi bật hơn cả bà xã của Biren. 4. Prosecutor Princess năm 2010, nữ công tố viên sành điệu. Những ai đã bị thuyết phục bởi sự mưu mô và thủ đoạn của nhân vật John Seo-jin trong cuộc chiến thượng lưu thì sẽ không thể tin rằng Kim So-yeon từng thủ vai một nhân vật vô cùng đáng yêu ở trong bộ phim Nữ công tố sành điệu. Bộ phim Nữ công tố viên sành điệu Princess Prosecutor kể về cô tiểu thư nhà giàu Mahiri do Kim So-yeon thủ vai, một cô gái xinh đẹp, tốt bụng nhưng tính cách thì có phần trẻ con. Từ nhỏ thì Mahiri đã được cha mẹ chăm sóc rất kỹ càng. Họ mong cô có thể trở thành công tố viên thành đạt ở trong tương lai. Cha cô thì luôn tìm mọi cách để ép cô phải học hành thật giỏi. Cuối cùng, không phụ sự mong mỏi của gia đình thì Mahiri đã vượt qua kỳ thi và vào làm trong viện kiểm sát thành phố. Nhưng cô có sở thích vô cùng đặc biệt là mua sắm và dùng đồ hàng hiệu. Ngay ngày đầu tiên đi làm thì Mahiri đã gây ấn tượng với toàn bộ đồng nghiệp vì trang phục có phần lòe loẹt của mình. 5. Bộ phim Two Weeks, 2 tuần năm 2013. Sánh vai cùng nam thần Lee Jun-ki, Kim So-yeon lại hóa thân thành công tố viên Park Jae-kyung trong tác phẩm truyền hình 2 tuần. Trong phim, thì Kim So-yeon cùng nhân vật của Lee Jun-ki cùng nhau điều tra những sai phạm của các quan chức lớn sau khi người bạn thân không may qua đời. Vai Park Jae-kyung không phải là tuyến vai chính nhưng mà người xem vẫn nhớ đến nó vì diễn xuất rất chân thật và thuyết phục người xem của sao nữ họ Kim. Tại Urban Star Awards lần thứ 2, thì Kim So-yeon được trao giải nữ diễn viên xuất sắc cho vai diễn này. 6. Falling for Innocence năm 2015, tình yêu thuần khiết. Vào năm 2015, thì Kim So-yeon cũng từng có vai diễn hết sức hiền lành và nhẹ nhàng trong bộ phim tình cảm Tình yêu thuần khiết của đài JTBC. Sau khi bạn trai của mình qua đời, thì trái tim của anh ta được ghép cho một người đàn ông mắc bệnh tim.
Do bệnh tình nên người đàn ông này sống rất bất cần và không quan tâm gì tới cuộc sống. Kim Sun Jung bắt đầu quá trình cảm hóa trái tim và giúp người đàn ông này tìm lại niềm tin vào cuộc sống. 7. Bộ phim Khát khao hạnh phúc 3. Trong tác phẩm này thì Kim Cho Yeon hóa thân thành người phụ nữ đã qua tuổi yêu đương nhưng vẫn luôn khao khát được cảm nhận những cảm xúc tình yêu. Một lần tình cờ gặp lại cậu bé năm xưa mà cô từng giúp đỡ và được cậu theo đuổi nồng nhiệt. Trái tim của Shin Ju Yeon bắt đầu rung động trở lại để đón nhận chuyện yêu đương. Vai diễn này được xem là một bước đột phá khá ấn tượng trong danh sách các nhân vật mà mỹ nhân Kim Cho Yeon đã đóng qua. Bộ phim hay nhất của Kim Cho Yeon, nếu bạn yêu thích nữ diễn viên Hàn Quốc đa tài này thì hãy dành thời gian xem lại các bộ phim của Kim Cho Yeon nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.